Đây là một gói thầu xây lấp mặt bằng tại dự án sân bay quốc tế Long Thành, và hiện tại thì đơn vị thi công đang huy động rất nhiều xe bồn tưới nước để giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân xung quanh sân bay. Theo đơn vị thi công, mỗi ngày tại công trường có gần 50 xe bồn thay phiên nhau tưới nước các khu vực phát sinh nhiều bụi ra môi trường. Mỗi ngày các xe bồn này tưới nước khoảng 15 tiếng một ngày. Nhưng trước tình hình bụi gia tăng trong mùa khô, đơn vị thi công đang dự kiến huy động thêm khoảng 20 xe bồn nữa để tăng cường việc tưới nước và tăng thêm thời gian tưới để hạn chế bụi. Do việc vận chuyển nước từ các giếng xa khu vực thi công nên hiện đơn vị thi công tận dụng một hồ chứa nước gần khu vực thi công để tưới nước tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Theo đơn vị thi công, hiện khu vực hơn 2.500 hectare thi công sang nền đã bóc xong lớp tầng phủ bề mặt đất để trơ lớp đất nền, diện tích rất lớn nên chỉ xuất hiện một cơn gió nhỏ bay qua thì sẽ cuốn theo lớp bụi này lên trời và phát tán ra khu vực dân cư xung quanh. Hiện tại, công trường đang huy động gần 2.000 phương tiện máy móc và khoảng 3.000 công nhân để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến cuối tháng 4 năm nay, việc thi công sang nền thoát nước sân bay sẽ làm xong, và hiện đơn vị thi công đang cố gắng tối đa để hạn chế bụi phát tán ra môi trường, chứ không thể khắc phục hoàn toàn, mong người dân hết sức thông cảm. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công để tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng bụi phát tán ra môi trường trong mùa khô làm ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân xung quanh.